Hello cả nhà, dạ chào. Hello quý vị ơi, mọi người ơi, thư muội thí muội đâu nè, thư muội đâu. Hello chào cái Chí Linh đâu nè. Dạ chào quý vị, em đang quay phim thập tứ cô nương nhớ vậy nha. Em rảnh trong giơm ngồi livestream chỗ gì đây, đồ đồ đắc co trong thập tứ cô nương. Dạ em là Lâm Lý Lắc, chào mọi người ngày hôm nay. Mà Linh Bùi chào vậy ơi, Linh Bùi. Dạ em chào quý vị, hôm nay bán gì vậy? Hôm nay bán tấm trắng nha, ai cần tấm trắng ủng hộ giùm cho em nhanh tay lẹ chân đu dơ, xong này em chạy ra đoàn phim đi mần nữa nè chị, khổ lắm đâu phải đơn giản đâu chị ơi, ngồi tao nó xà chết trên lịch đó đó đó. Nha, hello hello hello, đẹp không, đầu đẹp không vậy? Trời ơi, là cái phim này mà áo lứ không nhau gì nha. Trần Tiến, chào Trần Tiến nè. Dạ chào mọi người, chúng mình xem livestream của em ngày hôm nay. Để đầu tiên xuống cái gì mà tôi nói trọng nhất. Vi Thảo à, tôi được phận, tôi lâu lắm mới gặp hả? Chúng rồi, trời ơi, lâu lắm mới gặp nha nha. Mấy bữa nay em đi quay hậu vệ năm bảnh mà quay ở hốc Bà Tó, không có đem đồ thôi livestream được. Vừa mở lên cái mạng chập chờn, kết nối mạng yếu làm tao nói mất hứng luôn. Đó, cái này quay phim tao nói thập tứ cô nương nhau vậy nha. Là tao nói quay ở Sài Gòn xe ơ đồ rồi, xe chim đi. Thập cư tứ cô nương là đó, mai mốt gì ra liền, mai mốt ra liền mà năm nay có nhà tài trợ đồ này nọ, trời vui quá vậy. Trời đất ơi, một cái phân đoạn mà nó dễ thương đáng yêu dễ sợ luôn. Phân đoạn đó thì tao nói chắc chắn là khán giả sẽ trời gì gì quảng cáo quá vậy, ai dạng dạng vậy đó vậy, nhưng mà đối với tụi em rất là phái như vậy nha, nhờ quảng cáo tụi em mới sống được cái gì ơi, trời đất ơi, khổ cực trăm bề nha 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 nha. Hãy tiết lộ một chút gì tập 2 ha, tập 2 là em xuất hiện rất là nhiều như vậy nha. Ê, Thịnh La La chào con. Ê, Thịnh La La cảm ơn con nha. Dạ chào Lâm hả, gọi tên em ok Lý Chiêu Hùng, cảm ơn em. Có nào làm tập 2 sắp ra là sẽ là Celestream đi, Celestream tặng cả điện thoại, tặng 100.000 liền tay. Ngày hôm nay chân 100.000 quý vị nha. Ngày hôm nay là cuộc đời của em có điều kiện rồi, nhớ gì nha, em có điều kiện rồi. Ta nói có nhà tài trợ trơn trọi. Dạ chơi là chơi 100.000 luôn, 100.000 chơi bánh rạp luôn, luôn luôn luôn. Áo đẹp quá ha. Áo này là áo buông lơi nha quý vị nha, áo này thuộc dạng là gái mới là mặc mặc được thôi nha, làm gái đồ này nọ mới mặc được cái áo này thôi. Áo này kiểu là kiểu buông lơi, kiểu mà xệ vai, kiểu mà phem múm đồ này nọ nha. Anh Lâm là thần tượng của em hả? Cảm ơn em gái của anh. Hello to đi hả? Xe lấy chim đi, xe lấy chim cho em nha. Bây giờ là em tặng cạc 100 ngàn là nó dễ, 100 ngàn mà bắn tài điện thoại này luôn. Thì bây giờ mọi người thương em, xe livestream dùm cho em còn chần chừ nữa. Banh rạp ngày hôm nay quý vị nha. Dạ lâu quá rồi không livestream quý vị ơi. Ngày hôm nay gặp gỡ chị thương em, xe chim ủng hộ dùm cho em đi quý vị ơi. Kết bạn với em hả? Ok, áo ở đây là áo buông lơi. Áo này áo là áo dương quá như vậy nha, áo bị cục tay đó, cục tay liền. Anh Lâm chị thương hả? Để anh thương xe chim dùm cho anh Lâm đi em. Ủng hộ đi, xe chim đi mấy em ơi, cực quá à. Kiểu lạ ơi đồ, hiểu không, kiểu mà kiểu khiêu gợi đồ, kiểu mà cái kiểu mà bờ vai em xòe ra đồ như hoa vàng năm cánh đồ. Hôm nay bán gì? Hôm nay bán tấm trắng hay skin? Skin em tèo cho đây ca ba gà. Ok em trời ơi, cái tấm trắng em bữa em đặt mùng một tết giờ chưa có hả? Đó thấy không, mạnh lên đây, nhân viên của em coi là làm việc nha. Tao nói khách hàng vô điện mà tao nói bây giờ tới mùng một tới bây giờ mà chưa có luôn. Anh làm lúc nào làm cũng duyên giá ha, trời duyên của em, trời anh là thuộc dạng mà tao nói thần duyên nha, trời ơi ngày xưa là anh vô duyên lắm em, mà tao nói từ ngày mà anh ăn bò duyên giờ anh duyên dễ sợ, ngày anh ăn tô bò duyên ngày ăn chừng 20.000 bò duyên là tự nhiên nó duyên dáng vô cùng đi em ơi. Nhìn em mà em cũng muốn cực lắm anh ạ. Cực nhau gì nha, cực như em nếu vậy. Anh còn cây kiếm nhật em lấy không, mày khùng hả mày, anh Tuấn tuần Tuấn mày khùng hả mày ơi. Idol của ốc hả, cảm ơn ốc nha, ốc khỏe không, chúc anh nhiều sức khỏe ha. Rồi ai chia sẻ nha, chia sẻ nha, chào Lâm ok hủ nhanh. Nhất Phi à, Nhất Phi bà nội mà comment cái gì tao mà đây, hôm bữa mua khô gà mà tặng hình hả. Nhìn anh cái áo lưới cá hả, dạ áo là áo lưới cá cho chị nha. Dạ rồi bây giờ mọi người xe chim sơ dùm cho em vậy, xe chim sơ ủng hộ dùm cho em được không. Ui em năn nỉ mọi người đó, tóc gì đâu mà cưng dữ sợ, tóc là tóc buông lê nha, tóc buông lê luôn, buông lê em sẽ làm tóc buông lê. Rồi rồi xe chim đi em, hát ô tô đây, một tặng 100.000 nha, tặng 100.000 đấy má nha. Xe chim ơi, xe chim cho em đi mọi người ơi, chúc anh nhiều sức khỏe nhiều nhi, cảm ơn em. Rồi đợi Tàu Nguyễn đã vô rồi mấy má cẩn thận nha. Đó em là đó xong là em đi ông quay phim liền, em giao quay phim liền. Đây là ví dụ nhiều người họ thắc mắc, ủa sao này mặc đồ bê đê vậy, mặc đồ gì mà mặc đồ mình lưới cá vậy, mặc đồ gì mà như cái đồ lọc dừa vậy. Dạ đâu kiếm Lâm ơi hả, kiếm em bị gãi rồi, kiếm em đã gãi là 3 năm rồi, em bị gãi kiếm 3 năm rồi, là bây giờ kiếm em không sử dụng được nhau gì nha, không sử dụng được, đừng ai kêu đấu kiếm gì hết trơn trời. Em bây giờ chỉ là thích chơi thể đá ô quan nhà chòi rồi thôi,
còn đấu kiếm là không chơi nữa. Quyến rũ anh ơi hả? À? Xe chim đi em ơi, xe chim giùm em đi mọi người, mọi người ơi xin lấy xe chim giùm em. Đó, nhà tài trợ Bùi Mạnh Linh đã xuất hiện trong tài livestream này rồi nha mọi người. Mọi người ơi còn chần chờ gì nữa, đi đâu mà dồi mà dàm giúp phải đám quần phải dây dừng cho nó lại ra đây. Xe chim sim lê che, xe chim giùm cho em đi quý vị ơi. Áo dính con cá lóc hả? Sai, áo này không dính con cá lóc, áo này là dính con đĩa trâu. Ơi rồi xe chim nè, mới quay xong là vô ngồi livestream nữa vậy. Hẹn luôn gì 1 giờ, hẹn là hẹn 1 giờ như vậy nha. Nhưng mà bây giờ tao nói là 1 rưỡi mới làm được. Dạ, quay phim mà tao nói bà nội đâm thư quay kỹ quá vậy, quay gì mà kỹ như quỷ vậy hà. Dạ cho nên mà tao nói nó hơi trễ xíu, trễ nửa tiếng đồng hồ rồi người thon cỏn dồn cho on nha mọi người ơi. Rồi bây giờ còn tròn trò gì nữa, em sẽ hót lô tô. Bây giờ nhiệm vụ cái gì là cho sẻ lo trong giùm cho em. Khi mà mọi người chia sẻ xong rồi on mà comment trúng một có là được 100 ngàn. 100 ngàn trên tọa là kim của em thôi, bằng hơn là những chỗ kia ai tặng quý vị đúng không? Em mà tặng quý vị không có ai mà tặng đâu, chỉ có một mình em thôi, em là lợi dân bảo long và em tặng quý vị thôi. Dạ cảm ơn mọi người ơi. Hey. Phạt thằng đào tàu nguyễn đúng rồi, thằng đào tàu nguyễn là không được chơi cho mày nha. À, chỉ comment cho vui thôi, không được chơi. Giờ hello tao đi nha đi. Lấy dây kèm tóc rồi. Số gì đây mà sẽ lấy chim giúp cho em đi. Mọi người ơi, Sẽ lấy chim mà sim lấy che. Chứ tóc em dài mà em đi mà trong gió, tóc em ngắn mà em đi mà trong mưa, tóc em lưa thưa mà em đi nối tóc á. Chứ tóc em không có thì em làm, tóc em mà không có em làm. Thôi nói hát cũng chạm sợ quý vị ơi. Số gì ra hả? Nhái giọng hả? Nhái giọng em chém chết hả? Số gì ra xóa lên chuẩn vô cho ông đây. Nè 100 ngàn nha. Con số này là từ con 30 trở xuống, con 30 mà trở xuống luôn. Mọi người ơi, vô mà xe. Đi đâu mà dội mà vàng mà dắp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân nói giọng gì vậy? Anh nói qua giọng gì vậy? Giọng gì chạy tôi đi. Ê, xe lấy chim tôi là comment nè. Số gì ra con 30 mà trở xuống nha. Quý vị ơi. Chúc anh đài quá thân là trai là kỳ hai ba. Chúc anh đài quá thân là trai, từ hình dung dáng đi là trai, đào là trai là chúc anh đài. Số gì ra mà sẽ lấy chim mà xỉm lấy tre đi. Quý vị phải xe nha, phải xe mới được chứ vậy nha. Số gì ra mẹ mua cho con heo đất ia làm sao cho heo mau lớn ia. Heo không ngồi ăn nấm nè. Một số thôi nha. Quyên Nguyễn ơi gần đúng rồi em ơi. Một số thôi 100 ngàn nha, 100 ngàn. Do re mi no bi ta su ca, do re mi chai en se co. Ma se co thì nghèo, ma chai en thì giàu, còn no bi ta luôn ăn hiếp bạn bè. Ok Hoàng Kim Hí nè. No bi ta thầm yêu su ca, phúc quan thai được nhà em nhà. 20 sao, phúc quân thai đã trùng và kiểm tra giùm cho anh thằng phúc quân thai. Tới nhà đi. Kiểm tra dùm cho anh Lê Dương Bảo Lâm coi Trúc Quang Thái đã chia sẻ chưa. Và nếu mà em đã chia sẻ rồi thì lập tức 100 ngàn bắn một cái tẹt qua em liền nha em nha. Tinh trơn, tài khoản của khách vừa nhận được 100 ngàn của Lê Dương Bảo Lâm. Và chương trình ngày hôm nay em bắn tiền tại livestream này luôn, chứ không phải là chờ đợi, chứ không phải là inbox in bẹt gì nha quý vị nha. Ủng hộ dùm cho em đi mọi người ơi. Và ngày hôm nay tóc em hơi bối rối một xíu bao sao. Sáng giờ cũng có thời gian gọi đầu quý vị ơi. Sáng giờ ta nói xịt keo xịt ơ đi quay như một con chó dòi. Là bây giờ là ta nói là tóc nó hơi bùm xùm một miếng. Đừng hát nữa, hát dở hả? Ngọc Nga kệ con. Dạ, con phải là cái sợi. Con phải là cái sợi nha. Quỳnh ơi, qua phụ kiểm tra coi.
trăm ngàn, trời ơi, trăm ngàn nha, bắn là bắn trăm ngàn, bắn liền tay giống gì nha. Em đẹp không quý vị? Em đẹp không quý vị? Em đẹp đúng không? Em đẹp đúng không quý vị? Xài ơi, trời ơi, ai em nói, ai em nói, trời ơi, 50 cm mình đẹp cũng được. Anh chưa em đi qua đường cái tự nhiên cái bắt tài xế bắt chặn đời em lại. Em là bữa em đang đi tập tạ nha, em kể chuyện này, cái chuyện thật 100%, em bữa đi tập tạ như sao mấy phút đồ nãy giờ nói chuyện được phút chưa? Nãy giờ 10 phút rồi. Ai? À, anh nói chuyện 10 phút rồi. Không, ý là cái mới ghim lại nè. Vừa mới trúng đúng không? Rồi Phúc Quang Thái để số điện thoại dùm cho anh Lê Dương Bảo Lâm, và Lê Dương Bảo Lâm bắn 100.000 dằn mặt cho em được không? Được không em? Trời đất ơi, ở đâu mà có một thằng mà dễ thương mà đáng yêu gì vô chơi mà tao bắn tiền 100.000 người ta để số điện thoại dùm. Ê. Trời ơi, hội chiến thắng cho hội thắng nè. Cái tóc anh cái chổi à, kệ đi cái chổi kệ đi. Cái tóc anh là tao nói là như là cái gì ta? Như là cái đồ lau nhà. À. Phúc Quang Thái ơi, để số điện thoại dùm tao, bắn tiền liền, tao đến tới bộ thứ ba nha, đến tới bộ thứ ba không để tao để tao trừ tiền nha. Một, hai, ba, không có luôn, không có luôn, phải đến từ ba nữa nha, trừ 20.000 rồi đó, trừ 20.000 đó. Một, hai, hai giữ, ba, trừ thêm 10.000 nữa, còn 70. Phúc Quang Hải, Phúc Quang Thái nè, trời, Phúc Quang Thái để số điện thoại nè, chưa để số điện thoại đâu nha. Phúc Quang Thái đến từ 1 tới 3 không để số điện thoại nó trừ tiền nữa nè. Cảm ơn em nha Sơn Nguyễn, à, cảm ơn con trai, trai của ba, cảm ơn con. Tấm điện chơi hả, kệ tôi. Trời, Phúc Quang Thái để số điện thoại nè, tôi đến từ 1 tới 4 nha, từ 1 tới 4 nha, không làm trừ 10.000 nữa nè. 1, 2, 3, 4, trừ 10.000 còn 60. Rồi Phúc Quang Thái, 60.000 cho anh. Quá trời lâu. Bởi sao? Trời đất ơi, một phút của anh là bây giờ nhà tài trợ người ta cho có một xíu xíu để mà bắn tiền. Mà bây giờ em câu giờ quá thì em phải trừ tiền thôi nha. Chứ bây giờ ai mà chơi đó, lát ai chơi được sau đó là để số thoại, ai để số thoại là cái số giùm tôi luôn. Tôi bán cái cành là đủ 100.000. Nãy là nhiêu hả? 60.000 hả? 60.000 liền. Đây không có 60. Không có 60.000. 50. 5, tôi 70 đi. Không có 70. Không 70 luôn. Ừ, 30. Thôi 30 kỳ, 30 là mình bị chơi mất dạy. Ừ. Bắn liền. Để liền nha. 50 à? Ừ. 50 luôn mày, cho mày 50 luôn. 50 luôn. Trời ơi. Trời ơi, em là đại gia như vậy nha. Nhất trai làng em công tử giàu sang, nhất gái quê em cô Út mà học son. Nhà em có ruộng cỏ bay mà thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây dất bành. Đôi trai tài cái mắt kém chi nhau, đôi trai tài cái sắm kém chi nhau. Em nhất hành tinh con, anh nhất cái trần đời. Số gì gia con 50.000 mà nhận được tiền báo cho tôi. Rồi, đã nạp tiền điện thoại thành công. Cái thằng Phúc Quang Thái nha, cảm ơn Phúc Quang Thái luôn. Trẻ trâu hả? À, trẻ trâu vô đây nha, ngày năm ngáo hả? Trời, mày thấy ai ngáo mà đẹp vậy to. Đúng rồi, comment chạy lâu lắm hả? Dáng chịu. Trời đất cơ, dạ. Lẹ nha. À, bữa nay mặc gì kiểu gì hả? Trời đất, tao mặc đồ là sai buông lơi. Ví dụ trời nắng là mình có thể chùm bên đầu luôn, thấy không? Trời đơn giản nha quý vị nha. Mình có thể làm khẩu trang luôn. Đó, thấy không? Như là người Hồi giáo luôn mấy má ơi. Người ta cũng làm cho gia đình mà người nói nhiều điều tội người ta hả? Thôi mấy má nha, không có chữ lộn nha, tôi bớt giùm mấy má ơi, tôi đang tui mấy má nha, bớt chữ lộn, chữ lạo giùm tôi mệt lắm nha mấy má nha. Em nhận được rồi hả Phúc Quang Thái? Đúng rồi, mày share tao live stream tao ba cái nữa đi Thái ơi. Rồi, mấy cha mấy mẹ vô kỳ, mấy cha mấy mẹ kỳ, mấy mẹ tính xấu á, mẹ tính gì tính xấu á, cuộc đời khổ hoài vậy mấy mẹ. Dù sao tánh mình xấu quá, ví dụ nhiều khi ta nói tâm sanh tánh, đúng không vậy? Tâm sanh tánh, ví dụ mình cái mặt mình sáng sủa, mặt mình đẹp đó là do cái tâm mình. Ví dụ thấy không, tâm em nó dễ thương, tâm em nó hiền dịu, tâm em nó nết na, cho nên cái mặt em nó sáng bừng nha, sáng bừng như vậy nha. Nhưng tâm sanh tánh mình phải cần một cái gì đó như là tấm trắng sanh tánh nữa nha. Mình sức tấm trắng vô tánh mình tốt nè quý vị nha, bán tấm trắng nào gì nha. À, hết tóc lả lơi rồi hả? Tóc lả lơi đồ. À, chia sẻ rồi trời không thánh ngáo hả? À, kể tao đi mày ơi. Ok rồi, ủng hộ giùm cho em nhìn lam trắng ghê hả? Rồi bây giờ ngày hôm nay lam tấm trắng xong được mang tên Asia Skin như vậy nha. Xong tấm trắng này ok rồi như vậy nha. À, cứ chê tôi mà cứ vô tôi hoài, lạ lùng lé.
lạ lùng 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 lé 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 lùng 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 lùng. Ô ô ngon ngon ngon. Rồi bán đồ nha, bán đồ nha. À, rồi Lâm Lã Lê sẽ bán đồ ngày hôm nay. Và nhà của gì mà có cần dịch vụ mà vệ sinh nhà cũng như là quét màn nhện thì cứ alo em một tiếng, thì em sẽ kêu vợ em cầm hai cái chân của em và nó sẽ quét cái màn nhện nhà quý vị nha quý vị nha. Ai mà tao nói nhà màn nhện mà đóng nhiều quá thì báo giùm cho em tiếng. Ok Thiên Đường Nhắn, cảm ơn chị, cảm ơn anh. Bó tay, bó bà nội mày. Ủa mày bị té xe hay gì mày gãi tay gì bó tay? Hàm. Dạ bán đồ như vậy nha, bán đồ bán đồ. Dạ ngày hôm nay sản phẩm em mang tên là từ tấm trắng hay skin. Thì dòng sản phẩm tấm trắng này tao nói em like rất là nhiều luôn. Thì tao nói là một tháng là like 4-5 lần. Dạ anh chị em nào cần thì cứ để số điện thoại dùm cho em. Cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Chơi nữa hả, cảm ơn em, cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, Phương Giao cảm ơn mọi người. Em có like cái gì đâu quý vị. Dạ em dễ thương gì thôi chứ. Trời đất ơi anh mà hiền hả, tôi không hiền ai hiền. Dạ anh trắng hả. Trời quý vị ơi ngon quý vị. Ê nhóc con, em có đang mà rảnh không? Nếu em rảnh thì ăn mà anh đi. Tuy là anh hơi mập và mặt anh hơi bự, nhưng em ăn một cái em trúng độc mà chết luôn. Thấy không quý vị, hay không? Em tự thân tác á, bài thoải mái em thân tác tụi em. Lấy em là lộ đi, cái tâm trắng này. Để đổ đen á. Vậy quý vị ơi, cái này là 490.000 một hộp nha quý vị nha, 490.000 một hộp, cho nên được kiện là mọi người mua phí ship cho mọi người luôn, phí ship cho mọi người luôn. Thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em, ngừng hộp, ngừng hộp. Đảm bảo là xài là banh rạp nha quý vị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Ok con, ok con. Gì con? Nhi nhìn dơ quá. Rồi xem chim ủng hộ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con chào thầy gì nè. Dạ con thấy hình thôi chứ con không có mà thấy thấy tên thầy ơi. Dạ nhiều quá thầy thông cảm giùm cho con nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ chúc thầy năm mới vui vẻ. Lúc chia sẻ mất giờ hả? Chia sẻ nhìn anh ngon giải lồn á. Em ơi tao bị liệu nha, em thề em bị liệu vậy. Ê bớt comment giùm tao ta nè, tao bị liệu. Thế đi anh hả? À, ok. Anh Như Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Như Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở quận Chinh, ba má nó sớm âm tạo tầng mà giờ đây những Lâm mà lại chim. Ôi lại chim khổ quá, không còn ai dám yêu mình nữa. Quỳnh nói chuyện với anh ơi. Yêu đấy chứ. Gì? Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay là lai tấm trắng nha mấy chị nha. Em thay đồ, đã âm lai tấm trắng để vô đồ là không có đi phim được nha mấy chị nha. Phong Quách, cảm ơn Phong Quách nè. Đây mấy chị ơi. Đó, nói chuyện giùm đi. Dạ mấy chị, mấy chị ơi, hôm nay là sản phẩm siêu hot quay lại với chúng ta là sản phẩm tấm trắng Hàn Quốc nha. Cả nhà mình ai mà muốn mua, muốn tư vấn gì cái sản phẩm này là nhanh tay coi like và test sản phẩm, sau đó đặt hàng giùm em mấy cả nhà ơi. Sau đó gì? Đặt hàng. Sau đó gì? Thấy không? Cho mày xạo. Con vợ em nó cũng bị liệu luôn cái gì ơi. Rồi bây giờ sẽ test tấm trắng cho mọi người nha. Anh chị em nào cần tấm trắng ngày hôm nay báo giùm cho em tiếng nhau gì nha. Cái sản phẩm tấm trắng này cực kỳ ok. Mình lấy tao cài trên coi. Em cài trên này. Em cài tóc lên, em cài tóc thứ tha của em lên. Xong rồi em test tấm trắng cho mọi người nha. Mọi người ơi. Dạ đó, vợ nó biết em sao nó mua cho em cái cài. Trời đất ơi. Đàn ông mà nó mua cho cái cài màu hường có cái nơ. Hiểu luôn ha quý vị ha. Ê. Em nói là em mua giùm cho anh cái cài mà đến cài tóc, em mua gắn cục tạ hay gì đó lên để cho thể hiện cái sự nam tính, để cho thể hiện cái sự đàn ông của mình. Nó chạy ra chợ hồi nó không kiếm được cái đồ cài cục tạ, cắt cái đồ cài cái nơ vô. Đẹp trai quá nè, chào cụ, chào mọi người. Thấy không vậy, đẹp không vậy? Đẹp không? Sao nay không vuốt tóc đi Lâm hả? Dạ em đang quay phim quý vị ơi, tóc là tóc rất co quý vị ơi. Dạ. Tóc rất co có nghĩa là sao? Cái phân đoạn trước là mình tóc lả lơi, là cái phân đoạn này tóc mình cũng lả lơi luôn, không được xịt keo. Dạ, dạ. Thạch Tứ Cô Nương là sắp nha rồi, sắp nha rồi. Áo anh mua đâu hả? Áo này trong phòng gym cái đóng của em. Hình xăm đẹp quá hả? Xăm mất mấy tiền hả? Xăm miễn phí em. Trời ơi, cuộc đời anh Lâm chuyện miễn phí cưng ơi. Dễ thương hả? Em dễ thương không gì ha? Đây. Ngày hôm nay em giới thiệu về sản phẩm như vậy nha. Sản phẩm này ngon ăn vừa miệng. Ngon ăn vừa miệng như vậy nha. Nghĩa là sao là mình sức lên là trắng da của mình nha. Chứ mới ăn được mấy má. Xài hiệu quả lắm bên đây ạ. Lần trước em mua công nhận xài hiệu quả lắm bên đây ạ. Ngọc, anh nói với em là một ngày nó ra 8.000 đơn. Anh nói thiệt em. Trời ơi, không lẽ giờ anh mà rảnh. Ví dụ như anh không làm diễn viên cho anh bán này. Anh nói thiệt luôn. Anh bán này.
Mà cái này là cái thằng mà Linh Bùi nó bán mới chết chứ. Trời đất ơi, không biết nó nhập nguyên liệu đâu mà tao nói hú hồn, trắng quá trắng mà bán ghê quá. Là cái nguyên liệu này nghe này, nghe đồn là nó nhập khẩu ở Hàn Quốc. Vậy Quỳnh, con vợ nó mê em gì ơi, rồi nó mê em đúng cái gì. Dạ. Màu đỏ hả? Dạ, màu đỏ chứng tỏ bình đơ. Màu đỏ chứng tỏ là bình đơ, bình đơ, bình đơ. Còn chim đâu rồi hả? Ê, lấy chim đây kìa, khách hàng thấy yêu cầu con chim kìa. Sao môi hồng đẹp quá hả? Đây là cái đó là sắc môi em hồng, là chị Minh Hằng định mời em vô cái MV đó. Sáng thương rất thấy sợ đẹp mấy năm qua, khép đôi mi lầy rồi chị kia chị tìm đập thung thung thung. Khùng quá Quỳnh. Dễ thương mình nào quen gì. Thung thung rồi đó. Nè, phun môi rồi có phải là em đang yêu bông xinh thèn thùng, cười một mình vu vơ. Là mình diễn minh họa đó quý vị, là bây giờ là cái gu là gu diễn hoạt hình nha. Mình đừng có diễn chân thật, mình phải diễn hoạt hình lên đó. Sân thức rất thật sự đẹp hứng luôn quá, khiến đôi mì lầy rồi chạy nghe thật tim đập thung thung thung. Mấy con quỷ bé này nó làm chồng cho anh ghê. Cái gì? Hồi nó nhầm cái gì nữa. Ai? Giờ là anh ghê. Mấy con bán hàng nó hại cuộc đời em vậy. Ngày xưa trời ơi, em chính chuyên không vậy, em nói thiệt nè. Nè, chưa bán đồ nha, chưa bán đồ nha. Vừa 20 phút rồi. Mấy phút rồi? Chết cha, 20 phút rồi thôi bán đồ. Mà nó chửi em. Trời ơi, chim có cái nương má. Rồi bây giờ mấy má để số điện thoại luôn. Ra anh đang thấy, mấy má bớt hỏi đi trời ơi. Hỏi cái tôi kể chuyện tới mai luôn chứ không có gì nha. Rồi bán đồ. Lát em tư vấn cho Diễm Kiều, Diễm Kiều lát em tư vấn cho nè. Vũ Kim Nhã nè. Người đàn bà du khống là không. Du khống. Mở cái mày ra, mở ra. Em là mê nha, quý vị có coi xin bé không? Em là mê, mỗi lần mà con chim nó bay ra em kêu đớ mệt, đớ mệt, đớ mệt. Mà cái tay em trắng quá, nó không dám động, động đầu em, biết ghê không? Thằng này sẽ giống bị lét hả? Lét mình hồi mày. Con điên. Cho xin chim đi không nha. À, lại con chim đó, đây là con chim nhiệm màu của em nha chị nha. À. Bắt chim à? Từ từ đi, em sức lên da em rồi em tư vấn cho quý vị ơi. Dạ, bớt hỏi giùm cho em đi, từ từ em tư vấn cho quý vị. Rồi xe chim sơ giùm cho em gì ơi. Hãy xe chim giùm cho em à. Chim em à. Chim mệt mỏi quá trời à. Chim ơi à. Chim bay mãi à. Mãi à. Đi à. Chim. Đó mình xứ giùm cho em đây. Ví dụ bình thường là mình nặng ra nó bị lâu quá. Nhưng mà bây giờ em sẽ xịt ra như vậy cho nó nhanh như vậy nha. Bởi sao không có thời gian. Xong live stream này em chạy đem quay tiếp như vậy nha. Ủng hộ giùm cho em người hợp. Dạ. Đang mệt hả? Mệt đâu mệt trời. Em rất là dồi dào năng lượng luôn. Đó, mình sức lên. Đó, mình đánh mặt của mặt được nha. Mình xài mặt được luôn này, xài body, xài mặt được luôn. Đồng tiếng Pháp nghe đi anh hả? Ok. Mr. Skin ACE Paropen. Là đây là thang tre đấy má nha, thang tre. Đó, mình sức lên. Trời ơi à. Mà nó đã lắm quý vị ơi. Là một tuần là mình sức là hai lần dùm cho em. Là đảm bảo như một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Còn chần chờ nữa cứ để số điện thoại dùm cho bên em. Thì bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cho quý vị. Paraben. Tấm trắng ACE Paraben. Ghi mạnh lên bồi đó kìa. 490.000, 490.000 mấy má ơi. 490.000. Dạ, một chai là tấm trắng với giá 490.000. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha mấy chị nha. Cực kỳ trắng luôn, một chai mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha cả nhà ơi. 2 tháng mà xài lâu lắm chị ơi, mình tắm cái lá mình kỳ ra em kỳ vô gì coi. Mình đứng ngay quạt máy gì lắm mình tắm khô nha mấy má nha. Mình xức lại giùm cho em đây, mình xoa đều giùm cho em. Ê. Dạ, bây giờ những chị nào mà đặt hàng là đã lại số điện thoại giùm em nha, cần tư vấn cũng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Adedule Alex Mahalek. Adedule Alex Abidek Badaben. Nhìn thấy người rừng hả? Đúng rồi. Chim rừng á liều lo, cánh thơ mộng hoa, đôi lời thăm môi, đường đi đến cuối trường à. Dạ, cả nhà mình mua một bộ chai là không được tặng mấy chị ơi, nhưng mà sẽ được free ship nha. Free ship cho mọi người, em sẽ dùng cái con chim này ship cho quý vị nha. Chỉ cần ủng hộ dùm cho em 490.000 mà thôi. Thì em sẽ dùng cánh chim ơi, em sẽ nói với con chim nè. Chị ơi, em sẽ đưa tấm trắng ACS kính này đến tất cả mọi người em nha. Nhà mình mua một bộ là 1.470.000, cả nhà mình được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà nha. Rồi một bộ giùm cho em gì ơi, bên đây có một bộ như vậy nha. À, lấy cho em một chai cẩm phi để số điện thoại giùm cho em. À,
Ok Lý Kim Hường ơi, để lại số điện thoại giùm em luôn nha nhà ơi. Lý Kim Hường ơi, cái này nó hát, cái này nó xài ok nha Lý Kim Hường. Là mê má ơi. Siêu trắng luôn mấy chị ơi, đây là sản phẩm của Hàn Quốc cho nên cả nhà mình sử dụng rất là an tâm nha mấy chị nha. Có giấy công nhận hết rồi cho nên là cả nhà mình sử dụng an toàn lắm nha cả nhà. Không nha. Có kem lột với má ơi, bớt lột giùm em đi, con chim em nè, con chim em nè. Chim rừng à, liêu lo, cánh thơ bồng hoa à, à, à. Ui cái chim là quá vậy. Xím chim à, đúng rồi em xím chim như vậy nha. Nhiều khi đi chim đang bay thì công an bắt nữa. Phạt 50 chục, trên 50 ngàn. Dạ bây giờ những chị nào mà cần tư vấn cho cái sản phẩm tắm trắng này là nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Tư vấn em nguyên combo kìa. Ok, combo là 1.470.000 cả nhà, mình được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và được free ship toàn quốc nha. Anh chị hay quá trời hả Nga Nguyễn, cảm ơn em. Gạt cái đeo bình luận qua đây. Dạ bây giờ là cả nhà mình ai mua kem body cũng với giá 490.000, cả nhà mình mua lẻ một chai được nha mấy chị nha. Mình sức lên mình thoa đều dùm cho em, mình để chừng 15-20 phút như vậy nha. Là mình rửa lại với nước dùm cho em, thì lập tức cái làn da mình cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Còn chần chờ gì nữa, đi đâu mà vội mà vàng mà dắt phải đá mà quà phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây ủng hộ ấm nắng ơi. Ok chị Linh Lê, để lại số điện thoại dùm em nha. Linh Lê để số điện thoại đi, anh chị em nào muốn ủng hộ để số điện thoại giùm cho em. Hoặc là em làm chi nhánh muốn làm đại lý thì cũng để số điện thoại giùm cho em. Thì nguyên về nhân viên xinh đẹp và dễ thương bên em sẽ alo. Em à, nhớ anh không? Nhớ à, làm gì đấy? Tấm trắng anh xin sự kính à. Ok, dạng vậy luôn. À, nghe không? Trời ơi. Đây là một chai nha mấy chị nha, một chai rất là to nha mấy chị ơi, sử dụng được khoảng 2 tháng nha. 2 tháng trời mà xài rất là lâu. Trời ơi. Còn chần chờ nữa để số điện thoại giùm cho em, mình để chừng 15-20 phút nó khô lại cái bình kỳ ra nhau vậy nha. Một bộ là 1.470.000 là một bộ gồm 4 món, một chai tắm trắng bình thường, rồi một chai tắm trắng hàng ngày, một body ban đêm, một body ban ngày. Thấy chưa quý vị ơi, chỉ 1.470.000 thôi mà chúng ta đến tặng 4 sản phẩm, được tặng một chai tẩy tế bào chết luôn mọi người ơi. Bây giờ cả nhà mình ai mà quan tâm về cái sản phẩm này cần được tư vấn thì để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn chần chờ gì nữa mọi người ơi, để số điện thoại giùm cho bên em, để lại số điện thoại. Quý vị sẽ chi ủng hộ giùm cho em được không? Hay là để em kêu lô tô một xíu nữa tặng quý vị tiền. Gì đó không? Mấy chị nào mà đang mang thai là không sử dụng được nha mấy chị nha. Đang mang thai gì? Đang mang thai sử dụng chi vậy ơi, con mà nó đang còn trong bụng của mình thì mình lo mình ăn những chất dinh dưỡng, mình ăn đu đủ hầm xương heo để khi mà mình đẻ kết phọt ra thì con mình nó có sữa nó bú như vậy nha. Mình đừng có lo tắm trắng gì trơ trọi sau khi mình đẻ xong đó, cái mình rảnh gian, cái mình thời gian mình rảnh giỏi, cái mình tắm trắng mình giảm cân đồ này nọ, mình làm toàn combo. Quỷ chi mới la hoài gì thế, nó ồn quá vậy, gầm lưng luôn. Mình cái gì trời, em đặt một bộ Nguyễn Thủ 12, cảm ơn em. Trời ơi khách cũ ha, ok Nho Nguyễn số điện thoại luôn. Có kem lục long hả? Không có nha. Hồng Hạnh ơi, cảm ơn Hồng Hạnh nè. Nguyễn Sứ ha. Cái lô tô tiếp không? Bây giờ cả nhà mình ai mà muốn quan tâm và tư vấn về cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em, nhân viên bên em sẽ điện thoại tư vấn cho mấy chị nha. Trời ơi em nói gì, nhân viên bên em nó nhiệt tình lắm quý vị ơi. Dạ. Đang cho con bú là sử dụng được nha mấy chị ơi. Nói chuyện thì không thấy trả lời, mua hàng thì để số điện thoại anh quá ở kệ tôi. À. Cái im nít. Ê con chim này nó la quá. Dạ rồi, một chai là mình sử dụng cả nhà mình chỉ cần sức lên giùm em để khoảng 15 đến 20 phút sau đó là bật tông rõ rệt nha mấy chị nha. Anh Vũ Hà, em chào anh Vũ Hà nè. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Búp bê chào mi ào. Cùng vui lên nào. Anh Vũ Hà. Ok, Nho Nguyễn số điện thoại, tiếng sư số điện thoại, quỷ chim kêu điên quý vị. À, đố anh Lâm ra đường không tẩy hả? Trời ơi, tụi nhìn như ma chơi vậy má. Anh Tấn Giàu nè, anh phải không? Tấn Giàu không? Trời ơi, lầy đâu anh ơi, lầy đâu anh Giàu ơi. Cái này là tắm trắng này, em phải thử cho mọi người coi đi, coi mọi người thấy trắng như thế nào mọi người mua chứ vậy. Quý vị, em không có bán như vậy nha. Mà lên Bùi bạn đó là người bán, mà em là em là gương mặt đại diện cho bạn đó. Thì nhiệm vụ của em là tới làm người mẫu, là tới đấy. Trời đất ơi, Vũ sách xanh đâu nè. Ờ trời ơi.
Dạo này còn Mai Thí không em? Sản phẩm là sản phẩm gì vậy? Sản phẩm được mang tên là tấm trắng AS Skin. Thì dòng sản phẩm kia dòng tấm trắng. Anh chị em nào cần tấm trắng thì cứ để số điện thoại dùm cho bên em. Thì bên em sẽ có nhân viên một cái nhỏ, cái chân dài rất là đẹp luôn. Nó sẽ điện thoại cho mọi người và nó tư vấn cho mọi người nha. Mọi người ơi. Nha, bây giờ phải diễn nét hoạt hình nha. Bớt diễn, tư vấn luôn. Nguyên Trần luôn kìa. Thằng bệnh hoạn hả? Dạ, kệ em đi anh, kệ em. Anh vô anh nói em bệnh hoạn, em có thấy em bệnh hơn em đó anh. Dạ không có đâu anh. Trời ơi, không có ai mà bệnh mà đẹp như em đâu anh. Anh bớt khùng đi anh. Chị ơi, mấy chị ơi, một chai lên như thế này mình sử dụng được khoảng 15 đến 20 phút, sau đó đi tắm lại giùm em nha. Ok, chào em, mua hàng trả lên. Chào em nè em ơi. Chơi tiếp nha anh. Trời, chơi lô tô tiếp nha. Bắn 100 ngàn nha, 100 ngàn luôn. Anh Vũ Hà đâu hả? Anh Vũ Hà vẫn còn trong livestream của em luôn. Rồi, nhạc cho lô tô tiếp nè. Dạ, bây giờ nè, để tao chửi thằng này cái nè. Sầu riêng Tiền Giang hả? Mày vô mày bia sầu riêng hả mày? Hả mày? Thằng đó kêu gửi sầu riêng. Nó không gửi luôn mà nó cứ bia sầu riêng nó hoài. Mày vô đây mày bia sầu riêng của mày đúng không? Sầu riêng mày đúng không? Hả? Trời ơi. Hello hả? Mới nước ngang nhìn thấy làm hết hồn à? Trời đất ơi. À, cảm ơn em. Cảm ơn em. Nhỏ sầu riêng nè. Ai ăn sầu riêng thì liên hệ với thằng Phúc Nguyên giùm cho em luôn. Nhạc đi em ơi, trời nhạc lên. Yeah. Số gì ra số gì ra con số gì ra số gì ra con số gì ra con một gì ra một gì ra con một gì ra chung căn nhà quan dường như có ma nó lưu đầu ra làm em hú hồn có ma đầu nên hàm răng cắn tinh nó lưu đầu ra làm em hú hồn ngày lại ngày vừa qua đâu đến nó liếm em nè, ngày lại ngày vừa qua đâu đến nó cắn em nè, thơm tui anh nè, thơm túi anh, cái mùi trùng tình túi quá da 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 em cần xe chiếm, em cần xe chiếm. Mọi người mong rất mong nổi tiếng, mọi người mong rất mong giàu có. Em cần xe chiếm, em cần xe chiếm. Mọi người mong rất mong xe hơi, mọi người mong rất mong học rồi. Em cần xe chiếm, em cần xe chiếm, xe chiếm, xe chiếm. Xe chiếm, xe chiếm, giúp cho em. Nè em hát câu giờ để cho nó khô rồi đó mấy mẹ. Bây giờ đi. Hát mệt quý vị, thiệt mệt nha, thật sự luôn, thật mệt luôn. Mà hát để làm gì? Dạ hát để làm gì? Để câu giờ để cho này nó khô lại, tôi tẩy cho mấy má coi đó mấy má. Chứ ai đâu mà khùng mà trưa nắng mà hát con điên vậy trời. Sớm gì nó qua nó chửi em quá trời kìa. Nói trời nó có cái thằng nó miệng rộng quá, là ông trai cái miệng cái ô bạc lứa. Thôi em đem nuốt nó liền quá vậy. Hôm qua cái thằng sớm em nè, em mới nuốt nó rồi. Mười mấy đây. Nè chưa ai trúng nè. Chưa ai trúng nè. Chưa ai trúng nè. Đây em thấy nè, em thấy nè, từ từ nha. Mọi người mong rất mong giàu sang, mọi người mong rất mong giàu sang. Em cần xe chiếm á, em cần xe chiếm. Jenny Nguyễn nè, Jenny Nguyễn 15, chiếm trang Jenny Nguyễn cho 15 kìa. 15. Trời, cái này là 450 ngàn nha. Anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em lẹ đúng gì ơi. Duyên quá Lâm ơi hả? Ồ, duyên em ha. Trời ơi, anh là anh dễ thương em ơi. Vũ Quang Thuận nè, ok, 93 sai, trời ơi, ta mười mấy mà chứ sao. Mệt lắm hả? Ai bán hàng mới biết hả? Trời ơi, em ơi, bán hàng tiền người thôi, có người bán hàng khỏe luôn. Nhưng mà anh là theo phong cách của anh là phải nông cháy, phải náo nhiệt lên. Phong cách của tôi vậy đó, ai thích thôi. Tự tôi làm tôi vui được rồi. Cho em hỏi quảng cáo gì vậy? Em hỏi nó dễ thương nè. Ví dụ nè, Nam Trần em hỏi gì vậy? Cho em hỏi anh quảng cáo cái gì vậy? Thì ngày hôm nay anh xin giới thiệu với em một loại sản phẩm được mang tên tấm trắng AEA Skin đó. Sản phẩm này được chiết xuất từ những cái nguyên liệu cũng như là than bùng khoáng như vậy nha, cũng như là những cái hợp chất làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Và lạ lắm nha, hình trong đây có chất dưỡng da trống hay sao á, da sạch cân mà không bị khô. Thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn, nhìn đi. Nhỏ vợ em nói để dành tấm trắng này cho em tắm, nói vậy thôi chứ biết đâu mày muốn nó cũng tắm đó. Không ra luôn nè, con Jenny Nguyễn chưa xe đúng không? Chưa xe đúng không? Rồi 15 rồi hả? Thôi bán đồ nè, tư vấn nè. Ok, qua Lê tư vấn nè. Jenny Lê ơi, mày chưa chia sẻ mày ơi. Chưa chia sẻ à.
À, ok Ngọc Tâm số điện thoại luôn, nhanh tay lẹ chân cho mọi người nha. Thì bây giờ anh chị em đã mua hàng comment giùm cho em. Và sau khi ví dụ nếu ai mà có thời gian thì mình vô toilet mình tắm sạch sẽ giùm cho em. Còn nếu như ai mà ta nói rảnh rỗi thì ngồi kỳ giùm cho em luôn, mình kỳ hòm đó mấy má. Ví dụ nhiều khi mà mấy má ở dơ quá đất mà cục mà hòm mà nhiều quá thì mình sức này luôn, nó vừa tẩy tế bào chết mà vừa kỳ hòm cho mấy mẹ luôn. Dạ. Bây giờ những chị nào muốn tư vấn hoặc là đặt hàng là inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Anh Bùi Mạnh Linh ơi, comment em ghim lại nhanh nha. Đây là cái sản phẩm của Hàn Quốc 100% nha mấy chị ơi, nguyên liệu từ Hàn Quốc. Bên đây là có dòng kem body ban ngày và kem body ban đêm mà đều có tinh chất chống nắng cho cả nhà mình nha. Khi mà kem body này xúc vô là nó thẩm thấu với làn da chứ không hề bị bết đít nha mấy chị ơi. Nói chứ ủng hộ giùm em mệt quá gì ơi. Cả nhà mình ai mà muốn tư vấn hay cần tư vấn hoặc là đặt hàng để lại số điện thoại giùm em hoặc ở mới trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Làm ơn đừng ai xúc phạm anh Lâm nữa, tôi đang nghĩ đó, mày mới đang xúc phạm tao đó. Nãy tao thấy không ai xúc phạm tao, mày vô mày comment tao mới thấy bị xúc phạm đó, mày hiểu không? Ai mượn mày vậy? Hằng Phúc Nguyên, sầu riêng. Giá bán bao nhiêu là 400 ngàn như vậy nha. Chị nào tới cô nương sắp ra đây em ơi. Jenny Nguyễn ơi, em phải chia sẻ cho em chưa chia sẻ mà thôi mà ra được em. Đúng không? Em phải chia sẻ livestream đó là mới tặng quà cho em được chứ trời đất ơi, ở đâu phải chia sẻ giùm cho anh Lâm, nhưng mà phải chia sẻ trước khi mà Lâm kêu số nha. Em mới chia sẻ luôn đó thì mới chia sẻ mà không được, em phải chia sẻ trước em hiểu không, rồi khi mà em ghim cái anh Lâm ghim lại là được chứ trời ơi, tự nhiên em trúng xong em mới chia sẻ ai chơi. Hắc Nguyệt Anh, ok số điện thoại nhiều quá rồi nè. Rồi đây là 400 ngàn cái gì nha, anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em nhanh tay lại chứ, mã này cực kỳ trắng cho gì đây, em sử dụng cho gì coi đây nè 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 quý vị coi nè, khi mà mình kỳ ra lát mình hút bụi được không vậy? Nè nè quý vị thấy không, gì thấy không, nó rất là trắng như vậy nha, rất là trắng cũng như là rất là mịn màng luôn, nó sẽ làm cho da của mình là đẹp nè, trắng nõn nà nè. Bao nhiêu một chai 400 ngàn, anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em nha chị nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhanh tay lại chân. Bây giờ những chị nào mà muốn đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Bùi Mạnh Linh ơi, em comment lại em ghi lại nhanh nha. Bùi Mạnh Linh để số điện thoại, nam xài được cái này, nam nữ đều xài được như vậy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, ủng hộ giùm cho em nè. Cái gì coi nè, khi mà mình kỳ ra thì lập tức nó sẽ trắng hơn phần nào gì không, hai bên là nó sẽ khác liền. Bởi sao? Trong đây có chất dưỡng da trong đó cũng như là làm trắng da, mịn màng da và sáng da đó, mà tinh chất là tan bùng khoáng đó, bùng khoáng đều gì ha. Trời ơi nè, nó rất là trắng với má, nó chưa khô nè, kéo một máy spam tao cái cho nó khô kìa. Dạ đây là sản phẩm siêu trắng, đúng rồi mấy chị ơi, xức vô là trắng, mình muốn tắm mặt cũng được luôn nha mấy chị nha. Mà có 400 ngàn quý vị coi nè, quý vị ơi, mọi người ơi. Nè quý vị coi nè, trắng nõn nà như vậy nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok. Anh chị em nào mua hàng thì bây giờ comment giùm cho em. Comment giùm cho em như vậy nha. Đó, mình xức lên giùm cho em thì mình kỳ giùm cho em thì lập tức xức một làn da cực kỳ trắng cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân như vậy nha, nhanh tay lẹ chân comment giùm cho em. 490 ngàn một chai thôi, và một chai nó xài được 3-4 tháng quý vị, rất là lâu luôn, và sản phẩm cực kỳ an toàn cho mọi người luôn. Còn chần chừ nữa để số điện thoại giùm cho em đi mọi người hỡi ơi, mọi người ơi. Dạ. Trắng thiệt quý vị, trắng lắm. Dạ, quý chị mua một bộ thì sẽ được ưu đãi hơn rất là nhiều nha. Một bộ là với giá 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 mà được free ship toàn quốc nha cả nhà nha. À, bên Bùi mình lên em chưa thấy tin nhắn của anh nha. Ê, chưa thấy comment nha, anh kiểm comment lại giùm em để em kiểm lại cho mọi người biết nha. Nè quý vị coi, nó lột ra là quý vị, nó lột, nó an toàn, nó nãy là mình có thể sử dụng trên da mình được luôn, nó rất là an toàn cho da mình luôn, và nó trắng cực kỳ ok cho mọi người luôn nha quý vị nha. Ví dụ như sản phẩm khác thì mọi người có dám để mặt không vậy, không như vậy nha. Bởi sao? Trời đất ơi, toàn quá chất không vậy mà để mặt mà nó hư da mặt mình sao. Nhưng đối với sản phẩm này thì nó ok hơn, ok hơn bởi vì nguyên liệu nó rất là ok như vậy nha, từ Hàn Quốc 100%, nó làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Mình chỉ cần kỳ nhẹ nhàng như thế này thôi thì lập tức những cái bẩn nè và những cái đốm nâu, rồi đặc biệt là mụn lưng, chị em nào bị mụn lưng nhiều quá mà nó ê trong da của mình thì mình kỳ giùm cho em, nó lập tức sần sùi đó chị nha, và mờ mụn lưng rất là hiệu quả luôn. Còn trần trò trên trò trò trên 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 bộ là với giá 1.470.000, cái mà sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Quý vị thấy không quý vị? Trời ơi, dạ ai hỏi da em sao đẹp quý vị? Dạ cứ một tuần là em tắm 2 lần này như vậy nha. Em tắm 2 lần này, đó quý vị thấy không? Là sẽ tẩy tế bào chết cho da mình
cực kỳ hiệu quả cho mình luôn. Thì cứ để số thoại giùm cho em, mà khi mà cái mảng đen đen nào gì thấy không, mình quẹt đâu cái nó trắng lắm quý vị, nó rất là trắng luôn, nhìn nó hơi đen đen vậy thôi, nó hơi xấu xí vậy thôi, nhưng mà sau khi mà mình lột ra một cái trời đất cơ mấy má, thiệt sự là mấy má ra đường là không ai nhận mấy má, bởi sao đẹp quá. Dạ tắm thử giùm cho em như chị nha, thử giùm cho em, cái này em không có buôn bán, không có lòng lời đồng bạc nào hết trơn, trời ơi em yên tâm giùm cho em, Mạnh Linh nó bán như vậy nha, em chỉ ngồi đem tư vấn cho mọi người thôi, anh chị em nào mua ủng hộ giùm cho em vậy. Dạ mê lắm quý vị ơi, bây giờ là phải đẹp, thời buổi này phải đẹp chứ gì nha, em ngồi đem trưa nắng tư vấn cực lắm quý vị, ủng hộ giùm cho em, người cho người cho người cho đi, màu ngư á. Dạ mọi người mua kem body ban ngày là có tinh chất chống nắng cũng cho mình luôn rồi nha mấy chị nha, một chai với giá 490.000 nha cả nhà ơi. Bây giờ những chị nào mà cần tư vấn cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Chặn ra 490.000 nha du Quốc Đạt ơi, nam và nữ đều sử dụng được hết nha mấy anh nha, đặc biệt cho những anh nam mà có mụn lưng á là mình trị được hết luôn nha mấy anh nha. Mụn lưng, mụn đít, mụn ơ đồ là ra hết nha chị nha, ra hết liền, hay liền, hay liền, thần kỳ liền. Nó cũng gì kỳ giùm cho em nè, kỳ là ra nó trắng liền mấy má ơi, là mình tắm khô được cũng như là tắm ướt được luôn. Nó tranh thủ giùm cho em như vậy, đặt trên tại livestream của em là free ship toàn quốc cho mọi người luôn. Chần chờ gì nữa, màu ngừ ơ. Dạ cả nhà mình mua trên live của anh Nam sẽ được free ship toàn quốc nha. Cả nhà mình mua lẻ một chai tắm trắng trước sử dụng giúp em cũng được, rồi hãy mua bộ cũng được luôn nha mấy chị ơi. Nè quý vị coi nè, quý vị mình kỳ đó quý vị ơi, trời nó trắng lắm mọi người. Xài thử một chai giùm cho em, đừng mua một bộ, xử thử một chai giùm cho em, hiệu quả xài tiếp giùm cho em quý vị. Trời ơi quý vị ơi à. Rồi. Nè trời ơi mấy má ơi, nó trắng nè, quý vị coi nè quý vị ơi à. Còn trần tròi gì nữa, đỡ xấu thầu giùm cho em đi, cơ hậu ngon năm có một quý vị ơi. Đi đó mà dọn mà giòn giấc của đó giòn phải do cho lộn đau hậu trong dùng cho ăn được một ngờ ơn đem trang cực kỳ ok đó, mình xuất lên dùng cho ăn mỗi đó một lon 20 phút một ló ra, mình ló ra lập tức trang nằm 400 tiếp tục hoàn một cho. Thì khi mọi người mua một bộ là một rào 400 bỏ chục hoàn là 4 cho nha quý vị nha, người ta phơi sốt toàn quốc cho quý vị luôn mà nó trắng mà nó không trắng quán mặt ăn nha, quán mặt ăn quý vị còn đồng đồng ông họp dọc cho ăn được một ngờ ơn mình xuất lên dùng cho ăn đó có kỳ ra dùng cho em như vậy nha, đó mình cười ra đó mình coi mà coi mà coi mà coi mà coi lọt tóc nó ra hết những cái chất đoan, những cái chất mà tinh toàn nhoan mụn nón rồi nó ra hết quý vị, mà nó rất là trắng luôn. Thì bây giờ hảo thầu 400 chất cực ngon hoặc nha, và bờ là một trò 400 bốn cực ngon nhon to là cho ủng hộ cho to ăn cho một người ô à. Ê mệt quá. Hello mọi người. Em mà làm đi lắc đâu gì ơi, chưa Khánh Trần nè, ok Sunny Trang rồi nè, Võ Đình Phước rồi nè, chào mọi người, ok vậy em lại vào nữa đây kệ mày. Từ lâu cái tên Đức đã chết rồi, từ lâu anh chị xem chúng ta như hai chị em tầm béo. Hồ Mỹ Thi rồi nè, Hồ Mỹ Thi ơi sao nè, lịch sao Hồ Mỹ Thi? 8/4. Ủa tốt hả, hồi nào á? Chưa được tiền hả? Trời lâu quá trời. Mày chốt ngày đó Hồ Mỹ Thi lâu chuyển tiền quá trời. Trời ơi Hồ Mỹ Thi lâu chuyển tiền quá, đặt lịch mà lại lâu. Gì vậy? Trời anh Dương Bảo Lâm, anh là Thánh Lai Chim bán mỹ phẩm hay sao mà lướt Facebook là thấy anh vậy? Anh gần hot Facebook rồi. Má ơi em hot năm rồi gì ơi, năm rồi, thời của em năm là hết như bị nha. Nên mọi người nhanh tay lại chân mua giùm cho em đi, mốt em già muốn làm gì được quý vị. Dạ bây giờ em đang còn trẻ đây nha quý vị, nghĩ có bây giờ em 30 tuổi em còn làm gì được, khi nào mà 40 tuổi không đem ngồi em ngồi bán vào gì không có gì. Năm 40 tuổi là em bỏ nghề livestream rồi. Tuổi là quý vị không thấy em trên Facebook nữa, mà quý vị thấy em bên Zalo, em sẽ like bên Zalo quý vị nha, em sẽ like bên TikTok, em like bên Zalo, em like bên Bigo, like được mấy trang khác nha mọi người ơi. Không hộ nghèo không giảm đi nha. Ok báo quyền nè, đòi kỳ nó giùm cho em, trời ơi đã lắm quý vị, mình xài giùm cho em. Thôi em nói chị em mệt lắm quý vị ơi. 490.000 nha Văn Thụy Thì ơi, 490.000 một chai nha mấy chị nha. Kem body và kem tắm trắng đều đồng giá như nha và được free ship toàn quốc nha. Cái như mình đặt hàng chỉ cần inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em được tư vấn nha cả nhà ơi. Ok lên trực thành số điện thoại luôn. Nam nữ là đều sử dụng được hết nha mấy anh chị ơi. Siêu trắng đây là sản phẩm siêu hot của Hàn Quốc nha cả nhà nha. Sao cứ lướt Facebook là em thấy người ta lấy clip của anh quảng cáo mỹ phẩm kem chứa body
đêm cũng thấy, ngày cũng thấy anh. Anh là bây giờ thuộc dạng như dông vậy đó em nha. Lướt Facebook là thấy anh, lướt Facebook là thấy anh. Anh là cô hồn thật đạn, âm binh cư sư gan của trước tiểu đường là anh đó. Thấy ghê lắm. Ờ, anh như mà dông mà thằng bảy mà thả đó em, ghê lắm. Ờ, thả ra đi lướt thuốc đi là gặp anh, đi gặp anh. Bởi vì chúng ghét anh nhiều lắm em, bởi sao phiền quá. Ờ, chứ bây giờ biết làm sao giờ, chứ giờ biết làm sao giờ. Hồng Nguyễn số điện thoại nè, Bodo số điện thoại nè, Lý Nguyễn số điện thoại, cảm ơn người. Dạ, cảm ơn mọi người. Anh đừng sức con mắt nha, tôi sức con mắt mày nó đứt. 40 tuổi anh được trao nghệ sĩ ưu tú hả, cảm ơn vậy. Ờ, Lô Tô nữa hả? Dạ, bây giờ là cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000, được free ship toàn quốc và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết cho mấy chị nha. Mà em nói vậy này, nó xài đã lắm, khi mà mọi người xài xong mọi người rửa mặt sạch như vậy, cái mặt chúng ta, cái da mặt chúng ta rất là đẹp, rất là trắng luôn. Mình kỳ khô gì cũng được quý vị, mình đánh ngon kỳ mà dòng mà kỳ hợp gỡ ghẻ đổ sướng lắm vậy. Dạ, mình sức lên cái mình kỳ, có cảm giác nó ngứa đã lắm nha mọi người ơi. Ok, Thành Nam số điện thoại luôn. Lô Tô đi anh, chú Lâm bán xíu, chú Lâm chơi với con nha con nha, cảm ơn con. Con ủng hộ giùm chú Lâm nha. Ê, ok, Dũng Còi số điện thoại ủng hộ, cảm ơn mọi người nè. Dạ, cái nhà mình anh boss trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em đặt hàng nhanh nhất nha mấy chị ơi. Nam nữ là đều sử dụng được hết luôn nha mấy anh nha. Có bà nào người ta đang like cái đó, bà Quỳnh đó em, bà trả lương cho em đó. Chị mua để lại số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Đúng rồi, ngốc họ Lâm ở cái đó, nhà của anh đó em. Có bằng tốt nghiệp được rồi, được cái gì nha quý vị, mà đừng có bằng tốt nghiệp là được giảm giá quý vị, có bằng lái xe giảm giá cho mọi người luôn. À, có bằng bằng lái giảm giá luôn, có bằng cấp 3 giảm giá luôn, có bằng bằng kiều giảm giá luôn nha. Ừ, ok rồi, đẹp trai quá đây hả? Ok Quỳ Quỳnh, khăn ướt rồi, khăn ướt rồi, lau đi cho nhanh. Dạ đúng rồi, đây là tắm sáng nha Lê Như Ý ơi. Lê Ý Như cho chị ơi, 490.000 một chai nha. Cả nhà mình mua được free ship toàn quốc luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ tắm ra cho gì coi, tắm xong. Nói thấy không quý vị nè, bên ta đặt bên em nè, thấy khổ ghê quý vị. Nè. Em muốn đặt tắm trắng ASEA mà bên đó không trả lời cho em, thấy không? Mạnh Linh Bùi bị sót đơn gì. Ờ, Mạnh Linh Bùi, tao bán vốn hoài luôn. Mạnh Linh Bùi, tao thiệt với mày luôn, Mạnh Linh Bùi. Tao thề với mày luôn. Body cũng với giá 490.000 một chai nha mấy anh chị ơi. Cái body đặc biệt bên đây là thẩm thấu với làn da chứ không hề bến rít nha. Gặp nước là không hề bị trôi nha cả nhà ơi. Và tắm trắng là không hề bị châm chích nha mấy anh chị ơi. Không vàng lông nha, không khó chịu, không gây kích ứng gì hết nha. Bây giờ cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Cái bé bú là xài được nha Phương Thảo ơi, với giá 490. À hồi trước em làm gần đó hả? Người ta đồn đúng không em? Người ta đồn nhà nó đó đúng không em? Đúng rồi. Quý hương đồng nay chào đột một người con rất hài, diễn hài không vui nên giờ đây là thành lại chim. Ngày xưa chẳng ai thích lại chìm, giờ này người ta cũng ghét luôn. Này bà con ơi, Dương Lâm lái chìm mau chạy đi thôi. Anh Dương Lâm lại chìm đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm lại chim đã cho đời càng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở quận 9, ba má nó sớm ôm lại chim, mà giờ đây em đã trở thành thanh lại chim. Không chấm chích. Đâu có gì, em xin mặt của em mà nó không có chấm chích như vậy, không sao đâu. Chết rồi, em bị mệt rồi gì, em bị mệt rồi đó, em bị lực, em bị yếu rồi đó. Dạ, bây giờ cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Quý vị ủng hộ giùm cho em về một tiếng này, em mệt quá gì ơi, ủng hộ giùm cho em bây giờ, lực nói anh bị yếu rồi gì ơi. Em phải nghỉ ngơi thôi, em bị trốn váng đó mọi người. Dạ, 490.000 một chai tắm trắng á, mình sử dụng được 2 tháng nha chị An Nhiên ơi. An Nhiên là Nhiên. Chị Nhiên, chị xài mặt giùm cho em đi chị. Dạ, nhưng mà xài mặt chị phải kỹ nha. Em này em kỹ lắm nha chị nha. Đừng có xài mặt xong rồi xà ngoài nắng nha chị nha. Dạ, xài mặt là phải kỹ giùm cho em. Ở trong máy lạnh mà giữ vo giùm cho em. Đi đâu cũng mình kín kín giùm cho em nha chị nha. Cảm ơn, con nít xài được không? Nít xài chị em ơi. Nít cho trắng tự nhiên đi gái ơi. Bây giờ mấy chị xài là mấy chị nhớ là đi ra đường mình nhớ bịt khẩu trang lại cho mấy chị nha. Đúng rồi, mình xài mỹ phẩm là mình phải ra đường rồi mình kỹ lắm quý vị ơi. Em là ta nói là kỹ lắm cho mấy má nha. Lỡ bữa nào mà quay vào nắng là phải xịt chống nắng, thấy bà nội luôn quý vị, thấy bà nội luôn, phải đơn giản đâu vậy. Em là Lâm Lý Lắp, em đây là Lắp. Lắp ơi, lắp. Hay. Ủa, con heo hả? Ok, Lâm Lý Lắc, cảm ơn mọi người. Yêu là khó, cảm ơn gì. Yêu là đâu là khó. Đây quý vị coi nè, nó trắng đâu quý vị nha. Mua một bộ giùm cho em đi, một bộ giùm cho em gì ơi. Một bộ là 1.470.000 quý vị ơi. Là 4 món như thế này luôn.
làm bốn món nha. Rồi bây giờ chơi không? Chơi livestream hay là ông chơi chơi Naruto hay là em đố gì đi. Mình chơi con đố nha. Nha. Ai mà trúng cái tặng 50.000 liền tay sẽ livestream trực tiếp cho em đi. Xe chim đi. Mệt lắm quý vị ơi, trời đất ơi, làm cực lắm quý vị, phải đơn giản gì, ngồi gì gì ngồi trưa quý vị hả? Chơi đồ này nọ. Còn em ngồi em livestream thấy mẹ em luôn. Theo gì thương ủng hộ giúp cho em ngừng hợp đi vậy ơi. Rồi tên em trong đêm mơ. Dạ ok Duyên Quỳnh, cảm ơn em. Ủa sao không chia sẻ livestream của anh Lâm được vậy hả? Vô cái tên chia sẻ giùm cho anh Lâm đi. Thôi hả? Thôi không đố hả? Lô tô đi bé Lâm hả? Lô tô nhớ gì? Chơi gì? Hay là chơi em? Ai muốn chơi em không? Ủa quý vị xài chỗ trắng đã lắm gì nè. Vậy thấy không? Cái da mặt mình nè quý vị ơi, em thề gì là da mặt em cũng phấn son hết trơn rồi. Hồi nãy ai hỏi là môi em là tại sao mà hồng quá vậy? Là vì em chữ lộn nhiều quá nè. Nhớ gì? Anh dùng loại chống nắng nào hả? Chống nắng thì mua ở đâu cũng được em ơi, nhưng mà mua Hàn Quốc đồ ơ rồi đó. Ê nó mờ Quỳnh ơi, nó có cục nám này nó mờ kìa. Hay ha. Tôi cùng Quỳnh nè, cảm ơn tôi cùng Quỳnh. Lô tô, lô tích, lô tô là lô tích. Em ghét lô tô lắm hả? Cho em trí tuệ đi hả? Trí tuệ đúng không? Em muốn trí tuệ đúng không? Gì? Em trí tuệ thì em qua bên đường lên đến Obelia đó em chơi. Chợ Lâm còn tiếng người còn nha. Ai muốn làm gái cũng gì ở đây, có ai muốn làm gái không? Nói em tiếng nha, em là Lâm Lý Đất. Em đây là tuyển gái luôn. Em là ca sĩ miền Tây. Em đây mới nhập DJ. DJ em phối DJ. Anh đây bán tập trắng. Ok Lô Tô đi, muốn tham gia chơi Lô Tô hả? Thôi vô Lô Tô đi nha. Rồi chia sẻ giùm cho em, phải xem chim cho em. Rồi nhặt đi 50 anh 50 nhiêu? Nhớ vợ em kêu 50, 50 tiền. Thế nào tiếng bay lung tung, tiếng bay lên bay lên không chung. Hính em thà, hãy cho em thả đi nhé. Vô. Số gì ra con, số gì ra. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng cố níu kéo, nát tan lòng nhau chi hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phút vời. Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Một gì ra còn một gì ra, phải xe trước giùm cho em nha, xe trước giùm cho em đi. Em hát nổi đây mệt quá gì ơi. Tới nhà đi. Số gì ra còn một gì ra nè. Xe chim trước nha, phải xe chim trước giùm cho em nha. Một gì ra. Một con vịt xè ra hai mà cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 mà cặp cặp cặp. Gặp hồ nước là nó bị bà mà bì bơm. Lúc lên bờ mà lấy cái cánh cho cô con số gì ra. Má em bừng nông đi cài bừa, tía em bừng nông đi cài bừa. Má em là một người livestream, tía em là một người livestream. Cùng sống với nghề mà livestream như vậy nha. Những đêm trời trăng lên tròn tròn. Hương Phạm 14 nè em ơi. Hương Phạm để số thoại làm bán tiền này cho em gái nha. Hương Phạm nhỏ em rất là lâu rồi, rất là lâu, khoảng 30 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau đúng không em? 14 nha quý vị nha. Hương Phạm để số thoại làm bán tiền cho em liền. À, anh Lâm qua chơi chị Hương mà, chị Hương có yêu anh nào? Chị Hương kêu Nguyễn Minh Dự với lại Hữu Tính nào, có kêu anh nào? Thì chị Hương trời với anh nào? Đi không mình? Mình xài đã cho chị nha, mình xài da mặt mình đã lắm vậy. Nó trắng lắm quý vị, rất là trắng luôn. Em khuyên quý vị, em comment trước bà chỗ Hương Phạm trước rồi quý vị em lại vậy. Thấy chưa? Anh Lâm chưa vô hả? Tay chân chưa rửa. Dạ lát em sẽ rửa gì ơi. Dạ lát mình sẽ tắm rửa sạch sẽ chứ vậy. Chứ lát mà đi phim thì cái mặt nó như ra đường trộn Lâm ở dơ vậy. Lâm ở dơ vậy. Hương Phạm ơi, mày chưa chia sẻ cho Hương Phạm nha. Chia sẻ đúng không? Đâu rồi coi. Hương Phạm ơi, phải chia sẻ em nha. Chúc mừng em. Hương Phạm chưa chia sẻ. Nè, người quen thì người quen nha. Nhưng mà chưa chia sẻ cho Hương nha. Dạo này thấy mấy anh Tây đẹp trai quá.
Việt Nam làm ngành hơi nhiều ha. Dạo này thấy mấy anh Tây đẹp trai qua Việt Nam làm ngành hơi nhiều ha. Ở đâu vậy mày? Em chia sẻ nhóm. Sao mày? Em chia sẻ nhóm nha, mày chia sẻ nhóm nè mày. Ủa mà sao mày? Ê, con nghe một lần cắp. Gì? Quậy quá à. Quậy ta. Quậy răng như trời. Gì? Dạ mình xài cái này xong rồi mình rửa, mình tắm rửa sạch, mình dẹp nó lại lần nữa chứ gì nha. Bên đây là gồm 1.470.000 là gồm 4 chai. Một chai là 490.000, một chai tắm hàng ngày. Và một chai tắm một lần, một chai body ban đêm, một chai body ban ngày. Thì chai body ban đêm nó như cái dạng lotion như vậy. Khi mà mình xức làn da mình, da mình sẽ bằng bông và trắng sáng cực kỳ. Còn đối với loại ban ngày thì nó có chất chống nắng trong đó luôn, sẽ làm trắng da mình, màng da và sáng da. Nhanh tay lẹ chứ, cảm ơn vậy. Rồi Hương Phạm để số điện thoại đi, bắn cho Hương Phạm thì mình đi. Em chia sẻ nhóm mai mốt phải chia sẻ trước nha, nha nha nha. Có đâu, có đâu mà hả, người ta kêu lô tô xong rồi cái trúng cái mới chia sẻ. Chơi không mớ mà. Lẽ chuyện tiền nó giờ anh nè. Nè. Không có. Em sẽ phái trừ tao, em kỹ rồi thôi. Rồi tiền của nó gì cho nên nó hơi cộng xíu gì thông cảm giùm cho em nha. Quý vị nghĩ coi vợ chồng em bán được nhiều ngày đâu. Bây giờ cho lô tô 200 ngàn mẹ rồi. Ngày nào cũng 200 ngàn. Tháng nhiều. Tháng 6 triệu mẹ rồi má ơi. Tháng 6 triệu rồi má ơi. Cái con mà Hương Phạm bị bể bình bông, bị má đánh tét đít lộ. Cô dâu mà chú dễ làm bể bình bông mà đổ thừa mà con nít bị đoàn tét lỗ đít. Rớt em kìa, rớt của em kìa. Được không? 456634 đập mẹ đi thôi đi. Gì vậy mày? Mày hả mày? Vô mạng. Cái mạng quỷ, mạng ma, mạng cà na xin quỷ đi. Trời. Thôi tắt luôn đi. Thôi chắc nhận bỏ đi. Bỏ lên. Trời ơi. Được chưa? Được rồi nè. Nè được rồi nha má. Thành công rồi nha. Thành công rồi nha má. Dạ tắm trắng từng tắm hai lần giùm cho em. Dạ. Anh Nguyễn có trúng không? Không trắng nha em nha, bà Hờ không trúng nha em nha. Dạ ai mà trước thì bạn em sẽ cười gơ ghim người đó trước. Thôi bây giờ thời gian đã hết rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của em. Em kính chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ. Và tối nay mấy giờ live ạ? Tối nay 9 giờ 21 giờ em sẽ livestream tiếp thì mọi người nhớ ủng hộ giùm cho em. Bye bye mọi người, xin chào hẹn lại, tạm biệt mọi người yêu của em. Bye bye mọi người yêu của em ơi. I love you.